4 cách làm sáng ra hiệu quả mà bạn nhất định phải biết, cùng xem nhá. Đến Ngọc Trinh thì cũng phải tẩy ra chết. Cái này nhá thì vẫn phải nhắc đi nhắc lại, đó chính là tẩy tế bào chết chính là thay đi cái lớp da cũ của mình, và da chết chính là cái mà khi gặp nước nó sẽ bở ra, hay mọi người còn gọi là ghét. Nếu mỗi ngày mà chúng ta không có tẩy da chết thì lâu dần sẽ gây ra bít tắc và sẽ hình thành nên viêm tụ chân lông. Và hàng ngày thì mọi người nhớ là dùng cái muối tắm để tẩy da chết, hoặc là các loại sữa tắm dạng gel mà cũng có tác dụng là tẩy da chết và làm da sáng hơn. Tiếp theo đó chính là uống viên làm sáng da. Đây thực chất thì cũng chỉ là cái tên gọi, nhưng mà chính xác hơn là nó chính là kết quả sau khi mà dùng một cái viên uống có chứa rất nhiều thành phần mà chống lão hóa, là sau một thời gian dùng thì các chị sẽ thấy là da sẽ sáng lên không thấy, và đặc biệt là những đốm nám ở trên da mặt nó mở đi rất là nhanh chóng. Và thứ tư đó chính là thoa kem dưỡng da hàng ngày, và kể cả là da mặt hay là da body thì các nàng đều phải chăm sóc. Da sẽ không thể đẹp được nếu luôn ở trong tình trạng vô giáp và bị sạm màu. Và cuối cùng đó chính là kem chống nắng. Nhất định là sẽ phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày vì da sẽ lão hóa rất nhanh khi không được thoa kem. Và kem chống nắng không khác gì một cái tấm áo giáp để giúp cho da của chúng ta tránh được những ảnh hưởng do ánh nắng mặt trời. Nhớ thực hiện 4 tip này hàng ngày nhé. Follow kênh TikTok của Thu để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.